Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với BB Channel. Lâu quá thì BB Channel chưa có quay video tại vì chưa tìm được bộ đồ chơi mới. Và hôm nay thì ba của BB Channel đã tặng cho mình hai món đồ chơi này. Đầu tiên là một cái xe robot. Đây, một cái xe biến hình robot. Với một con chó. Đây là bộ đồ chơi hình như là trộm xương chó các bạn. Mình nghe nói là bạn đầy mặt ai rất hung dữ. Mình chó. Mình chưa có chơi thử bộ đồ chơi này, tí nữa mình sẽ chơi thử nha. Và bây giờ mình sẽ chơi bộ đồ chơi này thôi. Trong cái bộ đồ chơi này thì có đây là cái gì? Cái đồ gấp. Xương đây là thẻ bài. Để mình sẽ bóc thăm một thẻ. Ví dụ mình bóc thăm trúng xương màu đỏ số 1 thì mình sẽ gấp một cái xương màu đỏ ra. Vậy đó các bạn. Còn đây là tất cả xương của chúng ta. Ai mà bị nó cắn người ta sẽ xuống. Đúng rồi. Đây. Có nhiều xương. Mình sẽ cho vào nha. Mỗi xương là 2 cái đi. Tại vì nó nhiều quá thì mình sẽ gấp không được. Bỏ vô luôn. Ok. Bỏ vô luôn. Ý hình như có 2 màu. Có 3 màu trắng đó chị Hai. Ừ. Hình như em thấy vậy. Cái khay này nó sẽ lúng xuống như thế này các bạn. Mình mà rồi bây giờ mình chơi mấy bạn mới biết được chứ mình giới thiệu thì các bạn không biết đâu. Mình sẽ bật công tắc trước. Bật. Đếm đi trước. Chưa. Mọi gì? Mọi gì? Đưa cho các bạn xem. Bill là xương màu xanh 3 cái lận đó. À Bill gấp đi. Cái mặt không dữ nè, cái mặt không dữ ghê không? Thì ghê quá. Rồi, em chơi lại nha. Đó, bộ chơi này là mình hết hồn luôn các bạn. Hết đáng đó sợ quá. Rồi bây giờ đến mình. Bật công tắc. Mình làm một xương màu đỏ. Quay em á, mày thấy chó nó không dữ. Chó này quá hung dữ luôn. Hết hồn luôn các bạn. Mà quá hung dữ hả? Mình thắng, mình được một cái. Cái này Bill Bill để tiếp tục đây. Để vô lại đi. Hết hồn luôn các bạn. Hai lần là chó mình hung dữ quá hồn. Gắn vô lại. Hai chơi đi, nó sợ quá. Sợ à? Bây giờ hai với ba chơi đi mà công tắc. Rồi. Cắn cái tay rồi, cắn cái tay rồi. Ba cái lượt xe rồi. Từ từ xíu nữa con. Mình sẽ gấp tiếp. Gấp được 4 cục luôn. Mình gần lấy xong hết rồi. Tự nhiên nó hết chạy nhanh vậy.
sợ. Xe con rình rình lấy một cục xương. À, đi về lên xe đi. Đây. Giờ xe. Giờ mình sẽ trên xe, mình sẽ cho xương. Mai mình lấy một con gì, con cá mập nè, cá sấu, cá mập với con này ba con nha. Giờ hồi nữa mai mình chơi cái đó nha. Con nào hung dữ nhất, chắc con này hung dữ nhất. Mình sẽ để ở đây nha. Rồi bây giờ để ba mình chỉnh cái máy cho bạn thấy. À, mình giả bộ lấy cục xương của nó. Ok. Và bây giờ mình cùng khui xe này. Thì nãy thì mình làm rồi, bây giờ đến Bill khui đó. Đây là Bill. Dạ. Quay cho bạn thấy nè. Rồi mình sẽ lấy này nha. Nhạc quá. Ồ, xe wow. Robot biến hình. Đây là xe robot biến hình. Ây chà. Như xe này hả? Đây, để như này. Wow. Bà Miu biết làm bà bấm không? Biết chứ. Bà Miu làm nữa đây. Để lên trên nha. Nhìn nó giống như xe thường đó bạn. Rồi bật ở đây, bật ở đây. Bật công tắc à. Bật công tắc bà Miu. Tắt ở đây à. Để qua đây cho bạn thấy. Đó. À, mình biết rồi, mình phải tự ra. Không, nó tự lên. Nó tự lên hả? Ừ. Ở chạy dưới đi. Đó. Wow. Nó có súng nè. Đúng rồi. Đây. Nó có súng luôn. Đây là xe robot biến hình. À, nó còn cái súng này các bạn. Quay qua mấy bạn có thấy em đi để mấy bạn có thấy nó đây. Giật lên và giật xuống được nè các bạn. À, nó còn cái đầu nữa nè. Xe này chắc hiện đại lên đây. Mẹ mình để dưới cho nó chạy thử nha. Ok. Giờ dọn dưới lên đi. Giờ mình sẽ để dưới cho nó chạy. Khoan chờ xíu Miu. Từ từ đã. Để lấy cái này ra đã. Thì sẽ lấy cái bàn ra nha. Rồi đi để dưới cho mấy bạn xem chứ. Mình để dưới này nè, để dưới này cho mấy bạn xem nè. Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Để xuống đây. Rồi, Miu mở đây. Đây là xe này là có đèn. Ừ. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Rồi, bỏ cho nó chạy cho mấy bạn xem chứ. Nó chạy đâu vậy? Đó, nó tự động nó biến thành robot đó. Đấy, Miu để cho nó chạy. Cái đó nó chạy đụng là đứng à. Ồ, nó biến thành xe lại rồi. À. Vui quá. Các bạn có thấy hay không? Đây, Miu bật cho nó lên chế độ robot đây, chia thị mấy bạn coi, cho mấy bạn coi robot như thế nào. Nó lên chế độ robot là tắt nha, để cho mấy bạn xem. Rồi, nó đang chạy các bạn. Rồi, bây giờ tới cái loại robot đứng lại. Rồi, cho mấy bạn xem cái loại robot nó. Đây là cái đầu của nó. Giống như cái đầu robot. Đưa mấy bạn xem. Còn đây là cái mình của nó này các bạn. Đó, à, đây là cái cổ, hình như đây là cái cổ nó là giống như cái xe. Cái đầu xe á. Nó có đèn để nó. Có cái đèn. Rồi. Đây là hai cây súng. Đúng rồi. Rồi đây là wow, hai cây súng luôn, được giấu ở dưới bánh xe. Rồi còn đây là hai cái chân của đó. À, mình thấy giống như là siêu nhân các bạn. Mình quên mất tiêu siêu nhân gì rồi. Wow. Siêu đây nhân nó còn robot. Cái bánh xe này nữa. Siêu nhân robot. Wow, đây là hai cái chân của nó này. Màu gì đây Bill? Màu bạc. Silver. Silver. Đây là hai silver. Hai gì? Còn hai đây. Cái súng màu bạc đúng không? Đây là cái yellow này các bạn. Cái yellow là màu gì? Yellow là màu chứ. Đây là red. À các bạn ơi, hình như mình à hai cái bánh xe này không có chạy được. Bánh xe này chỉ để cho nó đẹp thôi, không có chạy. Cái này được à? À bánh xe sau này mới chạy được các bạn. À cho nó chạy. Cho nó biến hành xe lại. Cho nó chạy thử. Cho nó biến hành xe lại đi. Ừ. Nó rồi bò. Chạy vui luôn. Ừ. Anh đi để cho nó chạy. Đó, đi thành xe lại rồi kìa. Ô, đèn nó rất là đẹp. Nó chưa chạy xong à. Như cũng hết nó rồi. Hết à? Hết không? Dạ hết. À, xe này hay mình sử dụng biến hành robot này quay video.
giả bộ con cá mập ăn cướp gì mà xe này tắm xe này là nó biến thành robot đánh lại á. Rồi giới thiệu hai bạn xong rồi đó. Thôi mình đã giới thiệu xong hai món đồ chơi rồi. Đây mình sẽ để hai món đồ chơi này cho các bạn xem lại nha. Đây là chiếc xe robot, còn đây là chú, đây là chó. Món đồ chơi trộn xương chó. Wow. Đây các bạn thích bộ đồ chơi nào hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Rồi nếu mà các bạn thích em này thì like cho mình một like, và nếu mà thích em này thì cũng like cho mình một like. Đừng quên chia sẻ với bạn bè nhé. Bye bye các bạn, nhớ đăng ký thành viên nha. Bye bye. Đẹp quá.